Rồi, xin chào các bạn, không phải phước phải phớn, nhưng ở đây thì mình đang có iPhone 11 hay chúng ta có thể gọi là iPhone 2019, bởi vì ở thời điểm này chúng ta vẫn chưa chắc chắn rằng là cái tên gọi của nó là iPhone 11 hay là iPhone 2019. Thế nên tốt nhất mình cứ gọi nó là iPhone 2019 cho chuẩn nhá. Và các bạn có thể biết rằng là với cái chiếc iPhone này ở thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có máy chính hãng, mà đây sẽ là một chiếc máy kiểu fake F1 các thứ. Nó nhái lại những kiểu dáng mà rò rỉ ra những cái bức ảnh render của iPhone 2019 gần đây đang có. Bây giờ thì không để các bạn chờ đợi nữa, chúng ta sẽ cùng nhau trên tay và mày mò nó nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có đây là một cái hộp. Với cái hộp này thì mình sẽ không có điểm gì lạ, bởi vì nó giống như một cái hộp fake của những chiếc iPhone 10S Max đang có trên thị trường. Bên trong thì cũng sẽ có sợi cáp, và rất lạ một điều đấy là khi mà đặt cái chiếc này về thì nó lại không có cục sạc bên trong, không biết là có phải bị ăn bớt hay không. Thì nói chung là cái hộp này không có gì hết nên là mình bỏ qua. Đến với chiếc máy của chúng ta đi, thì về cái thiết kế của chiếc máy này mình đánh giá là nó cũng khá cao, khi mà những cái đường viền này nó được ăn nhập rất sát vào cái kính, không có một cái điểm gì bị cấn hay là bị gợn tay ở đây hết. Nếu như các bạn đã nhìn thấy trước đây ở trên những bức ảnh render cũng như rò rỉ ra của những chiếc iPhone 2019 thì các bạn sẽ bảo rằng cái cụm camera này nó rất xấu, nhìn trên ảnh cực kỳ là xấu, nhưng khi mà mình cầm vào cái chiếc máy này thì mình phải nói công nhận một điều là nó xấu thật. Nếu mà như thế này không hiểu tại sao có ba camera, không đặt ba camera thẳng hàng với nhau rồi xoay ngang ra mà ông làm một cái hình vuông to đùng như thế này, nhìn cực kỳ vô duyên. Nhưng mà chắc chắn rằng là kiểu gì khi mà bán ra thì những chiếc máy này vẫn sẽ được chào đón mà thôi, bởi vì rằng ba camera nó cũng sẽ mang lại cho người dùng những cái trải nghiệm gọi là riêng biệt, rất đậm chất iPhone, mà từ trước đến giờ chưa có chiếc iPhone nào có, vì từ trước đến giờ toàn iPhone camera kép thôi, làm gì có ba camera đâu. Thế nên rằng là kiểu gì cũng sẽ có người bán iPhone 10S Max hoặc là iPhone 10 đi để mua những chiếc máy này. Còn với những bạn nào mà không thích cái kiểu thiết kế cụm camera mới của iPhone 2019 và các bạn cũng không cần thiết đến ba camera, thì tốt nhất chờ đến lúc đấy iPhone mới ra các bạn mua cho mình những chiếc iPhone 10S Max, lúc đấy kiểu gì cũng có giá rẻ giá thơm để cho các bạn mua. Còn lại về cái mặt lưng này thì nó không khác biệt quá nhiều so với cái chiếc iPhone 10S Max, thế nên mình cũng không cần phải nói nhiều nữa, từ cái màu sắc cho tới logo quả táo. Còn không biết là đến khi mà chúng ta có những cái chiếc máy chính thức thì nó có khác biệt gì ở phần mặt lưng nữa hay không, thì lúc đấy chúng ta mới biết nhá. Nhưng chắc chắn đây sẽ là thiết kế của những chiếc iPhone 2019 rồi, bởi vì là nếu như các bạn để ý vào tầm này của năm ngoái ấy, thì cũng đã có những chiếc kiểu iPhone fake, iPhone F1, iPhone 10S Max F1 ấy, thì đến khi mà ra mắt những chiếc iPhone 10S Max nó y chang là như thế luôn. Thế nên mình có thể khẳng định đây chính là thiết kế chính của iPhone 2019. Quay ra với phần mặt trước đi, khi mà mình mở màn hình lên thì mình rất là ngạc nhiên, bởi vì nó cực kỳ là giống với chiếc iPhone, hay là thậm chí là những icon, những thao tác mà mình mở vút các thứ, bởi vì các bạn đang xem cái video mình quay iPhone 10S Max thật đấy. Còn đây mới là cái màn hình thật của nó này. Nói chung rằng là cái viền bên dưới này, viền hai bên này hay viền bên trên thì nó gọi là dày tổ bố luôn, đặc biệt là cái viền bên dưới không thể nào mà làm mỏng được như iPhone thật. Nhưng khi các bạn nhìn vào phần giao diện của nó thì mình có thể nói rằng là nó giống 99,99% từ những icon tới những cái thao tác của các bạn cuộn sang những cái trang hay là sang cái trang phụ như này, và chúng ta cũng sẽ có những mục kiểu chứng khoán này, hay là có những cái ứng dụng gợi ý từ Siri. Nó giống cực kỳ kinh khủng luôn. Và khi mình kéo xuống phần Control Center, wow, cũng kéo bên trái là để mở ra khu vực Notification, còn chúng ta kéo bên phải để mở ra Control Center, và chúng ta cũng sẽ vuốt lên và giữ để mở ra tab đa nhiệm. Các bạn thấy không ạ? Nó gần như là cực kỳ giống với những thao tác đang có trên những chiếc iPhone 10 cũng như 10S Max, hay là đến cái phần con lăng quăng như thế này. Mặc dù là bấm vào mở ra nó hơi chậm một tí, nhưng mà những cái giao diện, những cái icon nó không khác biệt một tí gì. Đây là những điểm mà mình phải nói rằng các bạn sẽ rất dễ bị nhầm, và những người nào mà không biết về iPhone thì cực kỳ dễ bị lừa bởi những chiếc máy này. Hay là khi mà mình mở ra đến cái phần IDEA64 đi, thì nó cũng sẽ hiện cho các bạn những thông số, nhưng mà khi mà vào đây thì tất nhiên nó sẽ hiện ra cho các bạn những thông số thực, ví dụ như là màn hình chứa độ phân giải là HD này, chúng ta cũng sẽ có CPU, đấy là con chip MediaTek MT6580. Thì con chip này là con chip ra mắt cách đây vài năm rồi, tập lệnh của nó sẽ chỉ xử lý ở 32 bit thôi, nó không có 64 bit, và nó sẽ mang lại cho các bạn một hiệu năng gọi là cùi kinh khủng luôn. 2 triệu bây giờ các bạn cũng có thể mua được những chiếc máy kiểu chạy Android, chơi game các thứ rồi. Còn nếu như các bạn mua chiếc máy này về thì chưa chắc các bạn đã chơi được game Liên Quân, chứ đừng nói gì đến những kiểu tựa game PUBG. À, bây giờ mình sẽ đi vào bên trong phần cài đặt đi. Thì ở đây chúng ta sẽ có phần đăng nhập iCloud này. Wow, giống vãi cả giống luôn. Chúng ta sẽ có phần cài đặt chung, và đi vào đây thì các bạn sẽ thấy rằng chúng ta sẽ có bộ nhớ trong, đấy là 512GB, khả dụng 126GB. Wow, cái phần hệ điều hành của cái máy này chạy
chiếm nhiều không gian kinh. 512GB mà khả dụng 126GB thì tức là cái phần hệ điều hành nó chiếm mất khoảng tầm 300+ GB. Và trên đấy là video mình trên tay đến các bạn cái chiếc iPhone 11, iPhone 2019, và có thể đây chính là nguyên mẫu, chính là thiết kế của iPhone 2019 năm nay. Và các bạn có thể thấy rằng là qua đây thì vẻ đẹp của nó đã được toát lên trong cả video rồi. Và mình vẫn dành một điểm khen cho cái chiếc iPhone fake này, mặc dù fake nhưng mà cái độ hoàn thiện của nó rất là cao. Và các bạn thấy sao về thiết kế của iPhone 2019? Xin một comment để lại ý kiến cảm nhận cá nhân các bạn phía dưới phần luận của video. Video mình tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy video đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của tạp chí Ngành Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.